tới Việt Nam, lần đầu tiên cho tới lần cuối cùng, đều được đón tiếp nồng hậu. Sĩ biệt động anh, em đi rồi em lại về cùng anh em bè bạn chiến đấu đi giải phóng thành phố thân yêu của mình. Đồng chí nghe rõ đây, biệt động Sài Gòn của chúng ta là đơn vị được Trung ương đánh giá cao về những chiến thắng trong năm qua, đang được đề nghị xét là đơn vị anh hùng. Sang năm 68 này, nhiệm vụ còn nặng nề hơn. Đây là lệnh tối mật, chỉ được phổ biến đến cơ sở trước giờ rê 5 tiếng. Dạ, tôi nghe. Để phối hợp với chiến trường toàn quốc, nhiệm vụ của biệt động Sài Gòn lúc này là phải nằm im. Nhiệm vụ của biệt động Sài Gòn là phải nằm im à? Giống như sư tử ngủ để chờ giờ rê thức dậy. Cụ thể là chúng tôi phải làm gì? Lập phương án đánh tổng nhà cảnh sát, bộ tổng tham mưu, đài phát thanh, dinh độc lập và tòa đại sứ Mỹ. Bọn Michael Cordell và thằng Song dẫn kèm giết cậu sau vụ đụng độ với Tiến Liên về việc khám hãng sơn, chúng vẫn chưa buông. Phải tìm cách đánh lạc hướng chúng bằng cách bắn tin là Tết Mậu Thân này cậu không có mặt ở Sài Gòn.
tất cả các đơn vị đều phải đợi lệnh của Trung ương cùng một giờ, với cách đánh ném cát khô vào mắt người khổng lồ. Biệt động Sài Gòn phải xây dựng ba chốt vững chắc ở ba cửa ngõ Sài Gòn để đón quân chính quy tiến vào. Báo cáo anh, lực lượng chúng tôi mỏng quá. Sẽ có các cơ sở đồng khởi hỗ trợ đã phân công rồi. Trước mắt chúng tôi phải làm gì? Củng cố vị trí Hãng Sơn, phải biến Hãng Sơn thành củ chi trong nội đô. Bộ tư lệnh thêm cho Hãng Sơn đồng chí Z1. Ủa, anh cử Huyền Trang về cho Hãng Sơn à? Vì đồng chí phải đi kiểm tra các nơi ém quân. Thưa đồng chí, còn tôi xin cho nhiệm vụ cụ thể ạ. Tòa đại sứ dành cho đồng chí đó. Dạ. Phải làm cho Nhà Trắng kinh hoàng, giống như người khổng lồ mà không có mắt. Dạ, chúng tôi quyết tâm ạ. Anh có biết rằng tuổi trẻ của mỗi người sẽ qua đi rất nhanh không? Anh Sơn, anh hiểu gì về cuộc đời của người phụ nữ ngoài 30 tuổi? Em phải sống thế này đến bao giờ? Đến bao giờ anh nói đi? Em phải chịu đựng mãi thế này hay sao? Anh cho em về cứ thôi. Đồng chí rất 20. Thế đồng chí tưởng rằng tôi cũng thích chịu đựng lắm sao? Ngọc Mai, nếu cuộc đời ai đó chưa bị ràng buộc, gặp em, người đó sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Hạnh phúc là anh, ai có thể biết được? Như Huyền Trang còn có cái để đợi, em chẳng có gì để mà chờ cả. Ngọc Mai, chúng ta phải chịu đựng thôi em ạ. Không lâu nữa đâu em. Qua mùa xuân này mọi việc sẽ thay đổi. Khi đó ba chúng ta sẽ được sống thật với mình. Chào đại tá. Hello, Colonel. Ý kiến đại sứ ra sao? Ông ta kiên quyết bác bỏ quan điểm của chúng ta, mà hoàn toàn ủng hộ những nhận định của phái quân sự. Như vậy nghĩa là? Thế này, có nghĩa là CIA đánh giá Việt Cộng quá cao. Đại sứ chỉ vào tôi rồi nói: ông nhìn chiến cuộc với tinh thần dao động không thể chấp nhận được. Tình thế bắt buộc chúng ta phải trình bày những quan điểm của mình với trung tâm quyền lực nước Mỹ. Roger, cho tôi nói chuyện với Nhà Trắng. Sir, you are wanted on the phone from Saigon. Thưa ông cố vấn, có điện thoại gọi ông từ Sài Gòn. White House cố vấn và Bạch Ốc đang nghe đây. The analyzing information office of CIA in Saigon. Phòng phân tích tin của CIA tại Sài Gòn tự thấy có trách nhiệm trình lên Tổng thống quan điểm của mình về tình hình chiến sự tại Việt Nam. Ngày Tết cổ truyền Việt Nam sắp đến gần, các nguồn tin tổng hợp đều cho thấy có những dấu hiệu của một trận đánh lớn sắp xảy ra. Chúng tôi đã yêu cầu có những biện pháp đối phó cần thiết, nhưng giới lãnh đạo quân sự đã được đại sứ ủng hộ. Ông ta đã bác bỏ những biện pháp sống còn của chúng tôi. Họ cho rằng hoạt động quân sự của Hà Nội chỉ diễn ra ở vĩ tuyến 17, mục đích để uy hiếp tỉnh Quảng Trị.
Well, I should think you'll tell me more clearly about the big fight to come. Các ông có thể cho tôi biết rõ hơn về những trận đánh lớn sắp xảy ra không? Đối phương sẽ đánh ở đâu? Quy mô trận đánh như thế nào? Phải đối phó ra sao trước những vụ tấn công như vậy? Advisor, up to now we haven't got enough information yet. Tới nay, chúng tôi chưa thu thập đủ tài liệu để báo cáo chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ muốn trình bày quan điểm của chúng tôi trong việc phân tích và đánh giá tình hình tại Nam Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. You intend to decline all responsibility. Các ông muốn đổ trách nhiệm cho giới quân sự hay sao? All right, your ideas will be noted. Tôi sẽ lưu ý ý kiến của ông. Đã mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Huyền Trang, nhiệm vụ sắp tới của chúng ta rất nặng nề. Em phải chuyển số vũ khí dự trữ theo đường sông vào nội đô. Phải cẩn thận nghe. Dạ. Rồi em. Đi ngang. Má, má đưa hàng này về rất hay. Cẩn thận nghe má. Con yên tâm. Dạ. Chị vừa xem hàng năm lời lãi bao nhiêu? Dạ cũng chừng 10 triệu. Chà chà, vậy là khá quá chứ. Dạ. Dạ, nhưng anh Sơn em ngại đi lại phía trên này an ninh không đảm bảo, vả lại dễ bị người ta nghi ngờ điều này điều nọ chị à. Mày nè, lẹ đi tụi bay.
Cảm ơn già. Cẩn thận nghe con. Dạ. Sau Tết Mậu Thân, tụi con sẽ đón già tại Sài Gòn nghe. Già mong tin của tụi bay lắm đó. Dạ. Trường hợp ông ngại cũng phải thôi. Vợ của tôi nè, lo gì? Để tôi bàn lại với anh Sáu. Nếu không muốn làm nữa, tụi này lãnh cho. Chị ráng nhận đi. Còn thiếu bao nhiêu em cho thiếu. Nói thiệt đó nghe. Chị Sáu chưa biết tính em rồi. Như vậy thì tốt quá. Dạ. Có chuyện gì vậy? Thưa bà, xe bị bể vỏ à. Tôi chờ anh ở ngã ba nghe. Dạ. Anh tài xế đó có bảo đảm không em? Chị cứ an tâm. Xe chở gì đó? Dạ, xe chở nhựa thông của hãng. Hãng mẹ gì cũng xét hết. Dạ, hỏi thưa rồi. Xét. Thì chúng đó chút đỉnh khỏi. Đứng đó chờ đi. Dạ thưa bà. Để đó. Mấy chú thi hành công vụ kiểu gì mà lại hỗn láo như vậy hả? Việc gì đến bà mà bà xía vô? Thì ra ông Sáu Lèo dạy quân của ổng như vậy. Bà là ai? Là ai rồi sẽ biết. Dựa thông mẹ gì mà kêu bông bon thế này. Mày gõ tao thùng này coi. Khoan, xuống dưới này mà gõ. Lẹ lên. Bà tổng giám đốc cảnh sát quốc gia đó. Dạ ông Liên à. Bộ mày đuôi hả? Cút. Dạ. Dạ thưa chị Sáu, chị tha lỗi. Tha lỗi cho đàn em. Tụi nó mới vô nghề nên chưa biết. Hãng Sơn Đông Á là bồ ruột của anh Sáu đó. Bà chủ hãng đây. Từ nay về sau á, xe của hãng đi về, các chú trông coi giùm. Đứa nào mà lộn xộn, chú kêu tôi. Đây, số phone của ông ấy đây. Dạ, cảm ơn bà. Xuống. Sao lại xuống? Bàn của trưởng tướng đó. Mẹ. Ông Sông, sắp Tết rồi, tình hình có gì mới không? Thưa trung tướng, bộ chở dưa mà chúng ta bắt được đến nay vẫn chưa khai thác được gì. Chẳng lẽ Việt Cộng để yên cho chúng ta ăn Tết? Tình hình chúng tôi nắm được, các đô thị miền Nam hiện nay đang có đợt sóng ngầm. Nhiệm vụ cơ quan an ninh chúng ta phải tìm câu trả lời. Thưa đại tá cố vấn, cho phép chúng tôi mở cuộc càn quét bất ngờ ở vùng Tiên Đô. Ông đích thân chỉ huy và trả lời sớm. Tuân lệnh.
Nên mình khóc hai cháu. Con bà. Dạ thưa ông, có chuyện gì mà lộn xộn vậy nè? Bà im đi. Người hỏi là tôi chứ không phải là bà. Lục sắc. Thưa đại tá, trong nhà có dấu vết nhiều người ở. Trong nhà đêm qua có người lạ hay không? Dạ không. Không à? Dạ. Sao có nhiều tàn thuốc thế này? Dạ ông nhà tôi hút. Ông nhà? Dạ. Có đúng không? Dạ đúng. Vậy bây giờ ông nhà ở đâu? Dạ. Khai đi. Dạ dạ thưa. Khai. Dạ. Không khai hả? Trời đất. Thằng kia, ai ra lệnh cho mày bắn? Dạ thưa. Khốn kiếp. Vậy đây rồi sẽ biết. Dẫn các chú đi ngay. Đây nè chú. Khỏe không hả chú? Chút nữa cháu sẽ gặp ngoại. Bữa mà cháu gặp ngoại, cháu lỡ gọi cảnh sát rượt theo, cháu lo quá. Các chú có trách gì cháu không? Cháu khỏi lo, các chú hiểu mà. Sau Tết các chú sẽ đưa cháu ra Bắc để chữa chân đó. Dạ. Đi đường nào đây? Quẹo phải, đừng tới rồi. Cháu ở đây chờ nhóm chúng mình rồi về chỗ cô Huyền Trang nha. Dạ. Chú đi nha. Ngoại à, mấy chú cứ trách cô hoài dịch diệt. Con đi tìm ngoại. Ngoại thương con nhiều, nhưng lệnh các chú không cho con gặp ai mà. Có hôm con gặp chú Tư với cô Mai mà chẳng dám gọi. Ngoại biết con cực nhiều. Chú Tư biểu con đã làm xong công việc, sau đó ra ngoài Bắc để học. Ráng lên nghe con, ngoại chờ. Con đi rồi, về với ngoại nghe. Ừ, về với ngoại. Lớn quá, phải không em? Cái này vừa nè. Được em, được lắm. Bao nhiêu vậy? Dạ 500. Ừ. 300. Rẻ quá, trả thêm nữa đi ông. 300. Thôi, bán cho ông đó. Đẹp đó. Em này bao nhiêu? Dạ, 300. 300, dạ. Mặc qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Loại hoa này mới đó em ạ. Ăn chung một cái. Đây chứ. Bánh tét tụi con có chưa má? Trong nhà á cháu. Đi vô trong ấy đi. Chút nha. Coi bộ ngon lành rồi đó má. Vậy hả? Có tin gì mới không con? Chiều nay má lấy đồ đạn ở chậu kiển do anh Mộc mang tới. Ừ. Con đi nha má. Ừ. Cẩn thận nha con. Dạ. Bánh tét của con đâu má? Đây nè, phần của con đây. Ngon không má? Bánh tét đặc biệt đó. Nè, ăn coi chừng gãy răng nha. Dạ. Yeah. Con không ăn đâu, cho tụi nó ăn hết mà. Vậy hả? Dạ. Yeah. Ăn tết vui vẻ nha. Dạ. Yeah. Thắng lợi ha. Dạ. Yeah. Sát Hoàng Sơn, đi liền đi. Chào đại tá. Bạn tôi. Chào đại tá. Chào đại tá. Anh thật đẹp. Tết cổ truyền năm nay của các ông vui hơn mọi năm. Cảm ơn đại tá nói rất đúng đó. Chúng tôi cùng với người Mỹ đã đánh gãy xương sống của Việt Cộng. Tết ta gặp nhau chứ. Rất tiếc tôi phải đi Paris vào sáng mai vì có điện gấp của ông chú. Goodbye. 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 Hoàng Sơn. Chào. Ủa sao cận Tết mà ông bà còn đi đâu vậy? Ông chủ ở Paris vừa đánh điện bảo sang gấp để bàn chuyện làm ăn, cũng luôn tiện hỏi thăm bà con họ hàng à, cho phải đạo. Vì từ ngày làm lễ thành hôn chúng tôi chưa có dịp sang Pháp. Chúng tôi rất tiếc là năm mới không có dịp đến chúc Tết ông bà. Không sao, không sao. Chúng ta còn nhiều dịp khác. Như vậy là chúng tôi sẽ ăn Tết tại Pháp đó. Thú vị quá. Thưa ông bà, mọi việc đã xong, còn 30 phút nữa là máy bay cất cánh. Xin ông bà vào phòng đợi. Tôi đi ngay. Mong rằng hai ông bà sau khi ở Pháp chú về ý, chúng ta ý. Sẽ... Chúng tôi xin mời ông bà Hoàng Sơn, chủ hãng Sơn Đông Á vào phòng điện thoại số 1. Xin lỗi, không sao, gian. Đợi anh chút nghe. Alo, chủ hãng Sơn Đông Á đây. Được, được, được. Tôi sẽ về ngay. Em. Hỏng, hỏng hết rồi. Trở về mau em. Chuyện gì vậy anh? Kho sơn ở cảng của mình bị cháy rồi. Chết rồi. Xin lỗi ông bà, chúng tôi phải về ngay thôi. Có thể nghe ông về cổng tách cảnh để ông tới. Chị đồng ý quá. Tất cả đều đúng như kế hoạch của mình đã dành anh ạ. À. Anh có thể yên tâm ở lại nội đô trong những ngày Tết.
Bọn thằng Song có thánh cũng không tìm ra dấu vết của bọn mình đâu. Trình đại tá, sự thật là kho sơn hãng sơn Đông Á bị bốc cháy. Có đúng là kho sơn của hãng sơn Đông Á không? Dạ đúng thật ạ. Đã rõ nguyên nhân chưa? Dạ, nhà chức trách đang điều tra. Có ông bà Hoàng Sơn ở đó không? Dạ, đang ở trong phòng giám đốc cảng. Sao anh? Chuẩn tướng không tới được tôi hả? Tiếc quá. Nhưng anh chỉ dẫn tới tôi chứ. Chào anh. Sao anh Tư? Họ không thể tới được hả? Như vậy càng hay cho kế hoạch giao thừa của chúng mình. Thôi, nghe đi, tới giờ rồi em. Đồng chí F8 và Z20 chú ý. F8 phải đi kiểm tra lại các cơ sở ém quân. Nhắc lại nhiệm vụ chính của chúng ta là đột phá khẩu những mục tiêu quan trọng, phối hợp với quân chủ lực vào sau, đánh thẳng vào sao huyệt của địch. Còn Z20 và Z1 ở lại hãng sơn để trực tiếp chỉ huy chốt quả lực ở đây. Có khó khăn gì báo cho biết. Giờ chúng ta mong đợi sắp đến rồi. Em ráng chỉ huy chốt quả lực ở đây. Dạ. Trong chiến đấu mọi việc có thể xảy ra, nhưng anh tin rằng chúng mình sẽ gặp lại nhau sau trận đánh. Anh Sơn, rất tiếc là em không ở bên anh lúc này. Chúc thắng lợi. Anh đi nghe em. Xin mời. Mời ngồi. Các chiến hữu, đối với chúng ta, lệnh ngừng bắn không có nghĩa gì hết. Qua những cuộc càn quét lớn, đánh vào xương sống của Việt Cộng, Việt Cộng có thể sẽ gây chấn động lớn ở thủ đô của chúng ta. Vì vậy, các chiến hữu phải ra tay. Chúng ta sẽ không có nghỉ Tết. Thay vào đó, các chiến hữu sẽ được hưởng lương gấp 5 lần. Và đặc biệt là có một khoản tiền thưởng trị giá từ 5 đến 10 triệu cho những ai có công trạng đáng kể. Bắc Việt đã đổi lịch. Vì vậy, giao thừa của chúng ta là hết lệnh ngừng bắn của Việt Cộng. Tôi cảm thấy có vấn đề đó. Anh Hai Đằng đây sẽ chỉ huy trực tiếp công việc này. Chúng ta quyết tâm tóm cho được một mẻ lớn để làm trắng mắt những kẻ thiển cận trong cơ quan an ninh. Trong những ngày Tết, anh chỉ có mỗi một việc là làm cái bóng của Hoàng Sơn. Dạ. Nếu là người, tôi sẽ chiến cho quê hương. Là chiến tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Người nào ra ngoài bắn bao thì hãy liền. Là hoa tôi nở tình yêu đang xuất. Trái tim đêm say hoài. Đón giao thừa năm nay, em lại nhớ đêm cuối cùng tiễn anh đi tập kết. Lẽ thiệt, vậy mà đã hơn 10 năm rồi, ngày ấy mà vẫn còn. Nhìn hai đứa mình đếm sao trên trời. Má khóc chứ gì? Má biểu lấy nhau là giống vợ chồng ngâu thôi. Huyền Trang, em biết không, những năm ở ngoài đó, ngày Bắc đêm Nam,
đêm thì mơ thấy em, có đêm lại gặp má. Má biểu em, mày nhìn về sao bắt đầu, thấy sao mưu lan, gắng chờ nó nghe con. Rồi má sợ em bị ép lấy chồng lính ngụy, em liền đi tu. Giao thừa đêm nay mà chúng mình vẫn phải xa nhau. Chú Hai bảo em qua Xuân Mậu Thân này cho chúng bay ra Hà Nội. Giao thừa ngoài đó lạnh lắm phải không anh? Mùa đông lạnh lắm. Anh Tư, sắp đến giờ giao thừa rồi. Em phải về chốt đi, nơi ấy cuộc chiến đấu sẽ ác liệt. Em phải cùng với Ngọc Mai trụ vững ở chốt để chờ quân chủ lực. Biết đâu đấy, trong trận chiến đấu này, một đứa trong hai chúng mình sẽ trở thành một ánh sao xa. Anh Tư, em biết anh phải gánh trách nhiệm nặng nề trong trận Mậu Thân này. Anh hãy giữ mình nghe anh, em không thể để mất anh một lần nữa. Sư, ông đã bị bắt. Cho xe về nhà cảnh sát. Lệnh nào bắt tôi vậy? Tất tôi đâu. Ông với bà Huyền Trang nói những gì, điều đó về nhà cảnh sát sẽ biết. Mời ông đi. Mở các anh ăn kẹo đi con. Bánh này con. Dạ. Ăn kẹo đi. Cảm ơn má. Tao đảm với mày hả? Một viên là một thằng. Một viên là hai thằng. Một viên phải đâm thằng mới ngon. Tụi con phải ăn Tết trước. Giống quá. Trời ơi, mấy ngày nay Tết. Mời chú. Ai đi con. Phải lắm đó. Ờ, đi xài. Khi này mình ăn Tết vậy là giống như vua Quang Trung hồi đó đó nghe. Ngon quá ngoại. Con năm nay được 30 tuổi rồi. Ê, từ từ với mày. 16 ngoại à. Con vô biệt động được bao lâu? 18 năm rồi ngoại. 16 rồi mà ơi. 18 năm rồi mà ơi. Có hơn 2 năm trong bụng mẹ chắc lì dữ ha. Đừng chỉ nhỏ là thiên thần của chúng ta đó. Kẹo nè ơi. Trời ơi, sao nói được tôi quá. Chị còn bay sao cứ giỡn cho anh ăn cho nó bớt xạo chút xíu vậy. Từ trong bụng mẹ mà ngoại. Thôi bây giờ con hát một bài gì đó cho mọi người. Bây giờ mày hát đi. Con từ mày biết hát đâu. Biết hát mày giờ ngâm thơ đi. Mày ngâm thơ hết sảy đó. Cái tụi nói sao với mày ạ? Em hát thôi. Chào mày đâu biết. Chào em. Vui vẻ quá. Dạ. Cho mày nghe cái gì con. Vậy tất cả em lặng nghe tôi đọc nha. Ờ. Từ ấy trong tôi bừng nắng hà, mặt trời chân lý trôi qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá rất đầm hương và rộn tiếng chim. Anh đi tới tôi đã là con đón giao thừa mà như thế này thì vui vẻ quá. À, bộ tư lĩnh có gửi thuốc thơm cho các đồng chí đây. Ngọc Mai. Sao trước trận đánh mà được ăn Tết vui vẻ như thế này thì kể cũng hay thiệt đó. Dạ. Bộ tư lệnh xin cảm ơn má Bảy nhiều. Có vì tụi nó đâu có biết lo chuyện Tết nhất phải không má? Lo cho chú nó ăn ngon là tụi vui lắm rồi. Báo cáo tư lệnh, đồng chí này già nhất đội chúng tôi ạ. Thế nào?
má của đồng chí đó phải ngồi tù hồi 9 năm chống Pháp vì tội tham gia biệt động thành lúc mới mang bầu đồng chí đó. Ghê lắm đó. Tướng ở đây bao lâu? Sắp tới giao thừa rồi. Cuộc chiến đấu này vô cùng ác liệt. Đồng chí có nghĩ gì không? Thưa đồng chí, cách đây 15 năm, ba má tôi đã tham gia chiến đấu và hy sinh ở thành phố này. Bây giờ được chiến đấu để giải phóng thành phố của mình, chắc đồng chí cũng hiểu. Khá lắm. Chú hiểu. Chú hiểu rồi. Các đồng chí, giờ phút xung trận sắp tới rồi. Tôi tin rằng các đồng chí sẽ đáp ứng được lòng mong mỏi của đồng bào cả nước cho một tổ quốc Việt Nam độc lập và thống nhất. Tổ mũi nhọn của chúng tôi được đánh vào tòa đại sứ Mỹ, cũng như các chiến sĩ quyết tử của thủ đô Hà Nội ngày trước. Nhờ đồng chí báo cáo với Bộ Tư lệnh, ra trận lần này chỉ có chiến thắng. Chiến thắng? Chiến thắng. Sắp sang đầu năm mới, xin chúc sức khỏe quý vị có mặt hôm nay. Năm mới chúc anh chị dồi dào sức khỏe, càng đầy hạnh phúc. Hai ông bà những cảm ơn. Chúc ông bà năm mới phát tài. John, đi tiếp chứ. All right. Follow me. Đâu cũng được. Theo tao. How do you feel? Mày cảm thấy thế nào? Chán lắm. I'm so tired. Tao hơi mệt. Let's go over there. Mình tới đằng kia đi. It's a real terrible quiet. Đúng là một sự im lặng khủng khiếp. Con đến chúc Tết bác đây. Ồ, bày vẽ quá. Dạ có gì đâu bác. Các anh đến đủ chưa má? Đủ rồi. Các anh đang chờ con ở trển. Dạ. Quà Tết của má đây. Trời ơi. Cảm ơn con. À má, má chuẩn bị đồ ăn cho trận địa Huyền Trang giùm con nghe. Được rồi, con yên tâm. Các đồng chí, đến giờ phút này các đô thị của miền Nam cũng đang chờ lệnh của Trung ương. Riêng biệt động Sài Gòn có nhiệm vụ quan trọng làm cho đầu não địch rối loạn, mất phương hướng chỉ đạo. Đồng chí báo cáo cụ thể. Dạ, báo cáo anh. Biệt động Sài Gòn nhận nhiệm vụ đánh dinh độc lập, tòa đại sứ Mỹ, bộ tổng tham mưu, đài phát thanh và tổng nha cảnh sát. Ngoài ra, cùng với bộ đội đặc công đánh sân bay Tân Sơn Nhất
để chờ quân chính quy kéo vào đánh thẳng vào những cơ quan quan trọng của chúng. Còn phải xây dựng một số điểm chốt để giữ vững liên lạc với vòng ngoài. Cho đến lúc này, tin báo về cho biết đơn vị cuối cùng đánh khu trung tâm cũng đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Rất tốt. Báo cáo đồng chí, còn 3 phút nữa đến giờ dây à. Tình hình hai mũi thọc sâu phối hợp với biệt động thế nào rồi? Hai mũi đó vẫn đang trên đường hành quân. Tiếp tục theo dõi. Nè, đồng chí đưa tôi cái đài. Rõ. Địa khu thủ đô, nghe đây. Tình hình đến mức này rồi mà ông còn ngồi đó được à? Thưa đại tướng, tôi đã điều động lữ đoàn thiết giáp ra cửa ngõ phía bắc Sài Gòn. Đích thân ông phải có mặt ở trận địa quan trọng này. Xin tuân lệnh. Cả các mục tiêu đã nổ súng. Riêng tòa đại sứ chưa nhận được tín hiệu tấn công. Có thể gặp trục trặc dọc đường lắm. Báo cáo anh, tôi đề nghị ta cho tổ K9 xuất kích, giữ liên lạc thường xuyên với điểm quan trọng này. Đó. Lệnh cho Diều Hâu gãy cánh. Thank you.
Nhanh lên các đồng chí, nhanh lên. To the embassies and prisoners' guests. Quốc gia. Dạ thưa xin nghe. Giờ này ông còn đứng đó sao? Để xảy ra tình hình này, ông đổ trách nhiệm cho ai? Dạ trình tổng thống và lực lượng tình báo an ninh quốc gia. Bây giờ không phải lúc đổ lỗi cho nhau. Các ông có lực lượng tại chỗ mà để cho việc công mặc sức hoàn thành. Tội của ông sẽ được phán xử tùy thuộc vào công trạng sắp tới của ông. Chuẩn tướng nghe rõ chưa? Dạ thưa tổng thống, tôi sẵn sàng hy sinh cho nền Cộng hòa. Đồ ăn hại, giờ này sẽ còn đứng đây. Trình trung tướng, và ở phía bắc đô thành, Việt Cộng lập chiến lũy ở gần hãng sơn Đông Á. Điều động lực lượng cơ giới tối đa. Tuân lệnh. Thank you.
Các đồng chí ạ, cuộc chiến đấu của chúng ta đang diễn ra rất phức tạp. Đồng chí Chung, đồng chí tìm mọi cách trở lại ngay vị trí của mình ở Hãng Sơn để tiếp tục lãnh đạo phong trào ở nội đô. Đến giờ phút này tôi e rằng, nhưng tôi xin cố gắng. Rất tin tưởng ở đồng chí. Mày đã làm như vậy đó hả? Nhờ chút cũng được. Thưa bà, bà cho con về nhà một chút. Cái gì nữa đây? Con đau nặng mà nhà của con ai? Mày ở với tao, giờ định bỏ tao nữa hả? Thưa bà cho con đi đi bà. Má con chết mất. Đang đánh nhau lung tung, mày về rồi chết ai chịu? Bà chưa con chị đi Sáu đi ơi, bà. Có điện thoại. Má ơi, làm sao bây giờ bà? Alo, anh Sáu đó hả? Em đây. Anh ở đâu? Hả? Sao lâu dữ vậy? Có chút việc gấp đó. Anh Hoàng Sơn ở Hãng Sơn Đông Á, đêm qua đến nhà mình chút giao thừa nhưng bị kẹt ở dọc đường, giờ đang còn ở nhà mình nè. Nghe đâu là ở gần nhà ảnh đang có ổ Việt Cộng đánh dữ lắm, có cách gì đưa giúp ảnh về không? Bà vợ còn đang ở nhà mà. Sao còn đánh ác liệt lắm hả? Chừng nào mới xong? Sao lại chưa biết? Vụ này anh tính sao? Vì sao nhiều quá? Nếu anh không lo được á, tôi lái xe đưa anh về đó. Muốn tới đâu thì tới. Chúng tướng mời ông ra xe. Đưa đây. Chị cho tôi gửi lời cảm ơn tới anh Sáu. Chúc anh đi đường may mắn. Cảm ơn chị. Dạ thưa, một tên Việt Cộng bị thương cả hai chân. Việt Cộng à? Bắt được nó ở đâu? Dạ ở chân tường tòa đại sứ Mỹ. Chà, còn trẻ quá hả? Nếu tôi tha chú nghĩ sao? Trước hết tôi cảm ơn ông. Sau đó chú sẽ làm gì? Tôi lại đi tìm Mỹ để diệt. Còn những người khác thì sao? Tùy ông nghĩ. Thank you.
tỉnh dậy Huyền Trang. Huyền Trang, Huyền Trang, kìa, Huyền Trang, Huyền Trang, Huyền Trang, cho mình nói lời cuối cùng. Huyền Trang, anh từ bao giờ cũng nhắc đến Huyền Trang. Huyền Trang, nghe mình. Anh Tư, anh bao giờ cũng thương nhớ đến Huyền Trang. Mình chỉ muốn nói với Huyền Trang thế thôi, nhưng không kịp nữa rồi. Huyền Trang, Huyền Trang. Sẽ mang tên em. Vậy là em đừng lo cho em, em sẽ trở về cứ. Còn một việc quan trọng anh phải làm ngay, anh hãy đốt Hoang Sơn Đông Á. Anh hiểu ý em, nhưng vợ chủ Hoang Sơn Đông Á chết, tài sản bị Việt Cộng tàn phá, chừng đó mới làm kẻ địch tin anh à. Thank you.
phải chết không? Nhìn nét mặt đau khổ của Hoàng Sơn thì tôi tin. Phải theo dõi chặt trong những ngày sắp tới. Dạ. Chỉ riêng có em